chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối tủ Horing AH871 loại từ 15 kênh trở lên. Thì đây là tủ AHC871 15 kênh. Thì với những cái tủ mà có số lượng kênh lớn thì kích thước và không gian của nó sẽ phải lớn hơn những cái tủ 5-10 kênh mà mình đã giới thiệu về trước rất là nhiều, để đủ cho không gian để chúng ta đi dây, đấu nối và hiển thị lên trên mặt. Và đây là tủ AHC871. Thì ở trên mặt tủ của nó gồm có những thành phần sau. Đầu tiên đây là 15 cái đèn hiển thị và báo vị trí tương với cả từ 1 cho đến 15. Và có hai trạng thái đèn. Ở đây là đều là đèn xanh báo sáng, nhưng mà ví dụ như báo lỗi của zone thì là sẽ sáng nhấp nháy, còn khi mà báo cháy thì là sẽ sáng liên tục. Tiếp theo ở dưới đó là một hàng có những cái công tắc switch gạt để chúng ta điều khiển. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ tắt chuông tủ, tắt chuông bên ngoài, reset lại. Ở đây là tùy theo chức năng, tất cả các chức năng đã được ghi hết ở trên đây, trên mặt tủ. Và chúng ta chủ yếu là dùng những cái nút sau, đó là nút tắt chuông tủ, tắt chuông ở bên ngoài, và sau đó thì reset lại. Tiếp theo đó là đồng hồ hiển thị điện áp của tủ. Đây là đồng hồ hiển thị điện áp một chiều, và nó đang hiển thị đó là khoảng 24V, như vậy là hệ thống bình thường. Và đây là cái đèn file, đèn báo cháy. Khi nào mà báo cháy thì đèn này nó sẽ sáng đỏ lên, đồng thời là chuông sẽ kêu, chuông tủ kêu, chuông bên ngoài kêu, và các đèn chỉ thị ở đây sẽ sáng xanh liên tục báo cho chúng ta biết vị trí zone đang bị báo cháy. Tiếp theo đó là một hàng led. Hàng led này có chức năng đó là báo chúng ta tình trạng của tủ. Ví dụ như ở đây đang báo là chỉ có duy nhất một đèn, chỉ có đèn AC sáng, như vậy là trạng thái bình thường. Có điện lưới, đang dùng điện lưới, acquy không có kết nối acquy và tủ không có bị lỗi gì cả. Khi không có bất kỳ một cái lỗi gì ở trong tủ thì các cái đèn này nó sẽ sáng lên, và chúng ta sẽ dựa theo những cái đèn này nó sáng để chúng ta tìm nguyên nhân và khắc phục các cái lỗi đó. Ví dụ như ở đây tôi ấn một cái switch xuống thì lập tức ngay tủ sẽ báo là có một cái switch nào đấy đang bị gạt xuống không đúng chức năng ban đầu, và chúng ta phải nhìn xem là có cái switch nào đang gạt đây, chúng ta gạt lên và tủ lập tức là không báo nữa. Trạng thái bình thường chúng ta chỉ có duy nhất một đèn, đó là đèn AC sáng báo hiệu là đang dùng điện lưới và tủ không có lỗi gì. Và ở đây thì chúng ta có các cái nhãn ở đây, chúng ta có thể cậy nhãn này ra, sau đó chúng ta ghi tên cái khu vực mà chúng ta cần hiển thị ra đây, để khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta biết ngay được là khu vực nào đang cháy, chúng ta tới chúng ta khắc phục luôn. Và ở đây là có một bảng dán, nó chính là dán những cái ghi chú và giải thích nghĩa của những cái đèn báo ở đây từ 1 cho đến 16 tương với cả số đèn ở đây, và chúng ta sẽ đọc những ý nghĩa bằng tiếng Anh ở đây, những cái đèn đấy nó hiển thị cái gì và chỉ thị cái gì, chúng ta sẽ đi tìm hiểu và chúng ta sẽ khắc phục. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi xem ở bên trong tủ có những cái gì, và cuối cùng là chúng ta sẽ thử đầu nối vào các thiết bị. Thì tôi sẽ mở bên trong ra. Chúng ta dùng chìa khóa hoặc tua vít để có thể mở tủ ra. Đây là bên trong của tủ Horing AHC871. Thì gồm có những thành phần chính sau. Đây là hai bo mạch hiển thị và điều khiển
chúng ta không động chạm đến khu vực này. Chúng ta chỉ cần đảm bảo cho tôi đó là các rắc kết nối này không bị tuột ra, kết nối đến với các mô mạch. Tiếp theo, ở đây là có một vỉ ở dưới cùng, đó là vỉ cấp nguồn và các cái tín hiệu điều khiển ra, ví dụ như là chuông, đèn chúng ta sẽ sử dụng ở cái vỉ mạch dưới cùng này. Tiếp theo đó là các vỉ mạch ở trên. Mỗi con vỉ mạch này tối đa là 10 kênh. Tủ này là tủ 15 kênh, cho nên sẽ gồm có một vỉ 10 kênh và một vỉ 5 kênh. Nếu mà tủ 20 kênh thì sẽ là 2 vỉ 10 kênh. Và ví dụ tủ 30 kênh thì tủ này là sẽ phải cao hơn nữa và nắp thêm một vỉ 10 kênh nữa. Còn chiều ngang này thì có thể không đổi. Và ở đây là chúng ta có 10 kênh tín hiệu, 5 kênh tín hiệu. Thì 10 kênh này chúng ta sẽ có 2 chân C chung và 10 chân zone N1 cho đến N10. Tương ứng với cả 10 kênh thì mỗi một kênh chúng ta sẽ đi 2 dây, 1 dây vào N1 cho đến N10 và 1 dây đổ chung lại tại chân C. Tiếp theo là vỉ 5 kênh cũng vậy, có từ N1 đến N5 và này chỉ có 1 C thôi. Thì chúng ta sẽ 5 kênh với N1 đến N5 và một chân chân C chung. Tiếp theo ở bên này là nó có hàng gì đây, tiếp điểm, dơ le tiếp điểm. Tức là sẽ tương ứng với cả các cái zone báo cháy của bên này. Ví dụ khi mà N3, zone 3 ở bên này báo cháy thì cặp tiếp điểm E3 này sẽ được đóng lại. Và cái đấy thì chúng ta phục vụ cho việc là chúng ta điều khiển nhiên động. Cái đấy thì tùy theo công trình thực tế chúng ta sẽ đấu như nào. Và ví dụ E3 ở đây thì tương ứng với cả N3 ở đây. Còn E3 ở vỉ dưới sẽ tương ứng với cả N3 ở dưới. Và đây là nguyên bản tủ báo cháy chúng ta. Chúng ta sẽ phải cấp nguồn, cấp ắc quy. Ắc quy thì với tủ AHC871 này thì ắc quy các tủ hoa linh thì thường là ắc quy đi kèm luôn. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng bật công tắc. Bật công tắc của ắc quy. Ắc quy nó là ở bên tay trái các bạn, trái màn hình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối các thiết bị của báo cháy Hurling với tủ trung tâm Hurling AHC871 15 kênh. Thì để đấu nối các thiết bị thì chúng ta sẽ sử dụng đó là đầu báo, đèn báo cháy, chuông báo cháy và nút ấn. Đây là những cái thành phần cơ bản quan trọng không thể thiếu được của một hệ thống báo cháy bất kỳ. Và để đấu nối chúng ta sẽ sử dụng các cái dây điện, đó là dây đôi tối thiểu theo tiêu chuẩn của chúng ta, đó là dây 2 × 0.75. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi đấu nối với các thiết bị cảnh phát hiện cháy trước, đó là đầu báo và nút ấn. Từ tủ đi, chúng ta sẽ đấu vào N. Đây tôi sẽ sử dụng zone N1 trước, vì ở dưới trước, ở đây nó sẽ tương ứng với ở trên mặt tủ, đó là tủ số kênh số 11. Đầu tiên là chúng ta sẽ tắt nguồn đi để chúng ta đấu nối cho an toàn. Thường thì dây điện sẽ có hai màu và chúng ta sẽ quy định một màu nào đó là âm, một màu nào đó là dương để chúng ta có thể dễ nhớ. Ở đây tôi chọn dây nâu là âm, dây xanh là dương. Tiếp theo là sẽ tới nút ấn.
nút ấn hoặc đầu báo đều được, các bạn đều nắp có thể nắp tương tự. Trên nút ấn thì chúng ta để ý sẽ một cái chân N ở một chân C, thì N ở độ ở tủ chúng ta sẽ đấu vào N và C ở tủ chúng ta sẽ đấu vào C. Xanh là dương, N là N, tôi sẽ đấu vào N. Tiếp theo là chúng ta sẽ đấu tới đầu báo. Đầu báo ở đây là AH0311 gạch ngang 2. Đó là đầu báo khói và hai chân thì sử dụng hai dây. Thì đế là đầu báo O-ring thì gồm có ba chân ở đây và một chân âm, một chân dương và một chân dùng để cho chúng ta cái chức năng, đó là khi mà tháo đầu báo ra thì tủ nó sẽ báo lỗi giống như các cái đế khác mà trước tôi đã hướng dẫn. Thì ở đây nó sẽ tương ứng với cả chân 1, 2 và 4. Thì chúng ta sẽ nắp vào chân 4, ở chân là chân C và chân dương và chân C, còn chân dương chúng ta sẽ đấu vào chân 1 hoặc 2 đều được. Ví dụ như là từ nút ấn ra chúng ta đấu vào chân 1 thì chân 2 thì chúng ta sẽ nối sang thiết bị tiếp theo. Còn nếu mà từ nút ấn chúng ta nối vào chân 2 thì nút 1, từ nút 1 điểm 1 sẽ nối sang cái thiết bị tiếp theo. Và khi mà chúng ta tháo đầu báo ra thì nó sẽ bị hở mạch và tủ sẽ báo lỗi. Ở đây thì tôi sẽ nối vào chân 2 và chân 4. Đây là đối vào chân 2 và chân 4. Tiếp theo là ta sẽ lại phải nối vào với cả nút ấn từ thiết bị trước phía trước. Chúng ta cắt một lượng dây vừa phải để tránh trường hợp là chúng ta để dây dài quá, khi mà đấu vào thì hai dây nó sẽ bị chạm vào nhau. Ở nút ấn này thì chúng ta không có kiểu ba chân như đầu báo, và chúng ta sẽ phải nắp chung vào. Ví dụ như là hai dây đều cùng vào chân N và hai dây đều cùng vào chân C. Đây là nút ấn hai chân vào L và hai chân vào C. Nếu chúng ta để cái dây đồng hở dài ra nhiều quá thì khi mà chúng ta nắp lên thì hai cái dây này rất dễ có thể chạm vào nhau và gây tới báo cháy hoặc là hỏng thiết bị. Và đây là ra nút ấn ra đầu báo một chân, chân 4 và chân 2. Nếu mà chúng ta đấu ra thiết bị tiếp theo thì chúng ta sẽ đấu vào một chân là một chân 4 và một chân vào chân 1. Thì khi mà tháo đầu báo ra thì tủ sẽ báo lỗi. Còn nếu mà chúng ta đấu hết vào chân 1 và chân 4, chân 4 và chân 2 thì khi chúng ta tháo đầu báo ra thì tủ vẫn không báo lỗi. Giờ tôi sẽ nối thêm một đầu báo nữa. Chúng ta cũng đấu tương tự.
Màu xanh vào chân 2 và màu nâu vào chân 4. Còn tại về đầu báo này thì một dây vào chân 4 và một dây vào chân 1. Dây nâu chúng ta bắt đầu chung vào dây 4. Còn dây xanh chúng ta đấu vào chân 1. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ phải lắp điện trở cuối kênh. Thì với tủ Horing này, điện trở cuối kênh là điện trở 10K và chúng ta có thể lắp hoặc không. Ví dụ như là lắp, chúng ta lắp vào cuối thì khi mà chúng ta mới có chức năng đó là tháo đồ báo ra thì báo lỗi. Còn nếu không, ví dụ như là tủ khác thì bắt buộc chúng ta phải lắp một con điện trở. Còn với tủ Horing thì chúng ta có những cái gạt ở đây, nó sẽ tương ứng với con điện trở 10K đó, nhưng mà điện trở này lắp ở đầu kênh. Nếu chúng ta gạt xuống, chúng ta gạt lên thì tương đương với cả mạch đã có một con điện trở 10K rồi. Còn nếu mà chúng ta gạt xuống thì bắt buộc chúng ta phải lắp trở 10K ở trên hệ thống. Đây là mỗi lần chúng ta gạt lên tương ứng với cả từng zone, nó sẽ tương ứng với cả việc là chúng ta đã lắp điện trở rồi. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng nguyên điện trở trên tủ và chúng ta lắp thiết bị vào. Lắp thiết bị chúng ta chú ý ở đế và ở đầu báo chúng ta đều có hai cái gạch dọc này và chúng ta đặt nó sát nhau để chúng ta lắp rất là dễ dàng. Còn nếu mà không thì chúng ta lắp bừa, chúng ta cũng phải xoay và rất là khó khăn. Khi nào mà gặp đúng hai cái này thì chúng ta sẽ được xoáy cái nào vào ngay, giữ rất là chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp các thiết bị cảnh báo của hệ thống, đó là chuông và đèn. Thì chuông và đèn, đèn chúng ta có hai cách lắp. Một đó là lúc nào là cũng sáng. Hai là khi nào mà có chuông báo thì chuông thì đèn mới sáng. Thì trường hợp mà chuông với cả đèn, khi mà có chuông báo thì đèn mới sáng, thì chúng ta chỉ việc nối chung chuông với đèn lại với nhau và nối chung với đường chuông. Còn nếu mà chúng ta lắp đèn lúc nào cũng sáng thì chúng ta sẽ lắp vào chân lam ở trên tủ. Bây giờ tôi sẽ đấu đèn trước theo kiểu là đèn lúc nào cũng sáng. Đèn vừa họ của chúng ta thì không phân biệt âm dương, cho nên là chúng ta có thể đấu vào chân bất kỳ, miễn là đúng chân của đèn. Đấy, khi mà chúng ta bật tủ lên thì đèn lúc nào cũng sẽ sáng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đấu chuông. Chuông thì chúng ta phải tháo đế ra. Sau đó thì chúng ta nối vào đây từ mấy cả âm dương của hệ thống. Cái này chúng ta phải dùng tô vít hai cạnh nhỏ, tô vít to có lẽ của tôi thì không lắp được.
Vậy tôi đã lắp xong, bây giờ tôi sẽ kết nối với tủ. Tủ thì chúng ta sẽ kết nối với chân có chữ L, BNL và cũng phân biệt âm dương, cho nên chúng ta phải lắp đúng âm dương. Hơi to nên tư thế đứng hơi khó một chút. Như vậy chúng ta đã đấu xong chuông, bây giờ chúng ta lắp lại. Đấy, bạn chuông đã có hai khớp và chúng ta chỉ việc lắp lại đúng theo hai khớp đó là được. Như vậy là tôi đã lắp đặt xong các thiết bị, bây giờ tôi sẽ thử vận hành. Đầu tiên là tôi sẽ bật điện cấp nguồn cho mạch, và như vậy là chúng ta nhìn thấy đèn báo lúc nào cũng sáng. Và bây giờ tôi sẽ thử vào cháy. Rồi người lên đâu nhỉ? Cứ để đây à? Thì chúng ta đã thấy là đèn báo cháy lúc nào cũng sáng. Và bây giờ tôi sẽ thử hoạt động của hệ thống. Tôi sẽ thử báo cháy ở trạng thái bình thường thì các đầu báo của chúng ta sẽ sáng nhấp nháy, và khi nào mà có cháy thì sẽ sáng đỏ liên tục. Đấy, bình thường chúng ta đã nhìn thấy khoảng vài giây thì cái đèn báo ấy nó sẽ nhấp nháy đỏ một lần, và khi nào có cháy thì đầu báo sẽ sáng đỏ liên tục. Bây giờ tôi sẽ thử. Như vậy là tủ đã báo cháy, và chúng ta quan sát đầu tiên đó là đầu báo sẽ sáng đỏ để chúng ta biết là cái đầu báo đấy nó đang báo cháy. Thứ hai là chúng ta đã nghe thấy tiếng chuông kêu. Thứ ba là lúc này đèn chuyển sang chế độ nhấp nháy kiểu báo cháy. Và chúng ta sẽ cùng quan sát trên mặt tủ. Đấy là tắt chuông tủ. Khi mà trạng thái bình thường có cháy thì tủ chuông còi đầy tủ sẽ kêu lên thì chúng ta biết. Và tiếp theo đó là chuông ở bên ngoài. Và khi mà chúng ta muốn tạm tắt cái chuông đó đi thì chúng ta sẽ gạt xuống. Và ngay lập tức thì cái đèn báo ở đây là chúng ta là báo là có một cái switch nào đó đang gạt, bị gạt xuống. Và nó sẽ sáng lên, và chúng ta không khắc phục xong thì chúng ta phải khôi phục lại. Và quy trình của chúng ta đó là khi mà có cháy thì lập tức chúng ta đi chữa cháy, sau đó thì về chúng ta sẽ reset lại tủ. Còn một số trường hợp là chúng ta có thể tạm thời tắt cái tiếng chuông đó đi, sau đó thì chúng ta đi chữa cháy và về reset lại thì như tôi đang làm đây. Nhưng mà chúng ta hạn chế cái việc này.
ví dụ chẳng may mà nó có cháy thật hoặc là nguy hiểm, chúng ta cần phải cảnh báo và chúng ta tắt đi, thì mọi người sẽ không biết được cái tiếng báo cháy và không thoát nạn kịp. Sau khi khắc phục xong thì chúng ta sẽ phải reset lại tủ, và lúc này đầu báo sẽ không còn khói nữa, không báo cháy nữa, tủ cũng không báo cháy nữa. Và lúc này thì hai cái switch này, cái đèn này vẫn báo chúng ta biết là có hai cái switch, có cái switch nào đó đang bị gạt xuống, và chúng ta phải gạt hết lên, mặc định của tủ tất cả các switch đều được gạt lên. Và trạng thái bình thường cũng chỉ có duy nhất một đèn AC sáng xanh. Bây giờ tôi sẽ thử làm lại với cả nút ấn, tôi sẽ ấn một nút ấn. Ngay lập tức là tủ sẽ kêu và báo ở rung số 11. Thì sau khi mà chúng ta nghe tiếng cháy, phát hiện cháy và lên chúng ta nút ấn, chúng ta kiểm tra dễ nhất. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là nút ấn có bị thụt vào không, thì đèn có sáng không. Có một số đèn có sáng và một số loại nút ấn thì không có đèn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát xem là cái nút ấn ấy có bị ấn vào không, và sau đó thì chúng ta sẽ đi khắc phục đám cháy và chúng ta reset lại nút ấn. Sau đó thì về chúng ta reset lại tủ và gạt tất cả các switch lên trạng thái bình thường. Và đây, đèn của chúng ta lúc nào cũng sáng. Khi mà có cháy thì đèn sẽ chuyển sang chế độ là nhấp nháy. Ngoài ra thì các bạn lưu ý có thêm một cái switch gạt ở ngay tại cánh tủ ở đây, đó là on off. Đây là có thời gian trễ hay không. Nếu mà chúng ta để on thì tức là khoảng 15 giây sau khi mà có báo ở đây, đồ báo có báo thì hệ thống mới đổ chuông. Còn nếu chúng ta không để thời gian trễ đấy thì ngay khi mà có tín hiệu đấy thì lập tức tủ sẽ báo cháy ngay không ngay chúng ta. Để chúng ta chú ý hai cái switch gạt ở đây. Đây là toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải đấu nối của một tủ Horing cơ bản. Với clip này mình hy vọng đã hướng dẫn được các bạn đấu nối và sử dụng được một hệ thống báo cháy của hãng Horing cơ bản hệ thường. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn hãy comment ở dưới, bên mình sẽ cố gắng giải đáp và hướng dẫn một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn các bạn.